Hùng Ốc xin chào quý khách. Hôm nay Hùng sẽ hướng dẫn các bạn làm món mực trứng luộc bằng Coca-Cola siêu ngon nhé. Nguyên liệu rất đơn giản, 1kg mực trứng loại đặc biệt mua tại hải sản Hùng Trường Sa. Gia vị luộc kèm gồm 4 nhánh sả, 1 quả ớt, 5 lá lá lốt, 1 lon Coca-Cola, 1 thìa đường. Đầu tiên, các bạn lấy đủ nước ngập mực, sau đó cho sả và ớt vào, đun sôi cùng mực trong khoảng 10 phút. Lưu ý, vớt bọt khi nước sôi nhé. Cuối cùng, các bạn cho một thìa đường và nửa lon Coca-Cola, sau đó cho lá lốt đã thái sẵn vào, rồi đun tiếp một phút nữa là được. Món mực này ngon nhất là phần trứng, mực căng đầy trứng trông hấp dẫn không các bạn? Các bạn liên hệ hải sản Hùng Trường Sa để có mực trứng chất lượng nhất nhé.